Xin chào mừng tất cả các bác đã đến với Kỳ Lân Luxury. Và ngày hôm nay Kỳ Lân Luxury rất hân hạnh được giới thiệu đến tất cả các bác một chiếc đồng hồ Rolex, một thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu. Đây là chiếc đồng hồ Rolex bản Datejust, một phiên bản hiển thị ngày ở ô cửa sổ 3 giờ. Rất là đẹp, rất là sang trọng. Về thiết kế thì rất là đơn giản và tinh tế nhưng không kém phần sang trọng. Thì ở chiếc máy Oster này thì điều đặc trưng của Rolex đó nằm ở phần vành đồng hồ được thiết kế phần rảnh rất là sáng bóng, rất là đẹp. Về phần mặt số bên trong thì như các bác có thể thấy, phần mặt bên trong là một màu sô cô la và các cọc số là vàng 18 bọc dạ quang. Vào điều kiện thiếu ánh sáng thì các cọc số dạ quang này sẽ phát huy tác dụng của mình, kèm với đó là cả kim giờ và kim phút. Về cấu tạo phần vỏ bên ngoài thì chiếc máy này được cấu tạo chủ yếu từ hai kim loại, đó là vàng và thép. Thì vàng thì nó sẽ tạo lên sự quý tộc, quý phái và ống ả cho chiếc máy, còn thép thì nó sẽ củng cố và cái độ chắc chắn cứng rắn của chiếc máy, tạo cho chiếc máy có một cái nhìn rất là hài hòa. Về phần mặt kính thì nó được làm từ đá ngọc bích rất cứng và đẹp, chống chảy xước rất cao, và ở góc 3 giờ thì được hỗ trợ một ống kính Cyclops. Ống kính này giúp làm tăng cái khả năng nhìn ngày lên gấp 2,5 lần cho người dùng có thể dễ dàng sử dụng. Và nó cũng là một cái đặc trưng của chiếc đồng hồ Rolex. Về phần dây thì được thiết kế theo kiểu đề mi, đó là 3 sọc gồm 2 sọc ngoài là thép và sọc ở giữa là vàng. Về phần ổ khóa thì ở đây Rolex thiết kế một cái ổ khóa rất là thông minh, rất là thẩm mỹ. Một ổ khóa Oster Lock sẽ giúp chúng ta chống bị bung dây đồng hồ khi đeo rất là khó, không thể nào bung ra được. Và một thiết kế phải nói là rất là hay, rất là độc đáo và không kém phần sang trọng của Rolex. Về phần động cơ thì ở chiếc Rolex này được trang bị cho mình một động cơ máy Calibre, nó là tối ưu nhất của Rolex. Cỗ máy này có thể tích trữ năng lượng khi không đeo vào khoảng 70 tiếng. Một cỗ máy phải nói là rất là hoàn chỉnh của Rolex, cỗ máy đặc biệt. Chiếc đồng hồ này, khả năng chống nước của chiếc đồng hồ này được nhà sản xuất thông báo đó là vào khoảng 100m, tức là 330 núm vặn chỉnh kim đồng hồ. Thì các bác có thể thấy phần núm này có một cái logo Rolex và hai chấm phía dưới, thì hai chấm này là biểu hiện cho mức độ chống nước của từng chiếc đồng hồ. Ở thiết kế núm vặn được thiết kế kiểu xoắn vít và hệ thống chống thấm nước 2 tầng Twin Lock rất là độc đáo. Đây là một con máy cơ automatic rất là đẹp, rất là sang trọng. Độ chính xác của nó thì nó chỉ chênh lệch khoảng cộng trừ 2 giây cho một ngày. Kèm với chiếc đồng hồ Rolex này sẽ là một tấm cạc, một tấm thẻ nhựa có in số seri và mẫu model của chiếc máy. Thì số seri sẽ được khắc ở phía trong, phía lòng trong và phần đáy của chiếc đồng hồ. Đây các bác có thể nhìn thấy rất là rõ ràng, được khắc rất là rõ ràng. 1V4 và chiếc thẻ sẽ được đựng trong một cái bao như thế này của Rolex. Và tiếp theo đó chính là một bộ sách hướng dẫn sử dụng cũng như là chi tiết về những món phụ kiện đi theo. Và đây lại là một cuốn sổ tay. Vâng, và nếu như bác nào yêu thích đồng hồ Rolex
hoặc là muốn sở hữu cho mình chiếc đồng hồ Rolex bản Datejust màu sô-cô-la thì còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay với Kỳ Lân Luxury qua số hotline 0901 247 247 hoặc có thể truy cập vào website kylanluxury.com để được xem thêm nhiều mẫu đồng hồ sang trọng, đẳng cấp và thời thượng khác nữa. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi sách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.